chủ nhân chiếc Ferrari lên tiếng việc siêu xe bị tai nạn ở Long Biên. Theo Zing News, chủ chiếc Ferrari bị tai nạn cho biết đã hai ngày trôi qua từ sáng 21 tháng 7, xe tai nạn trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Chiếc Ferrari này mất lái, lao lên vỉa hè rồi tông gãy đổ hai cây xanh, bên phía Gaza vẫn chưa có bất kỳ động thái liên hệ, bồi thường với chủ xe. Tài xế điều khiển chiếc Ferrari là nhân viên Gaza của Volvo Hà Nội, nơi mà chủ xe đã gửi để sửa chữa, bảo dưỡng. Chủ xe vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao chiếc xe bị tai nạn. Trước đó, anh thuê xe cứu hộ chở chiếc siêu xe đến cơ sở Volvo Hà Nội để thay dây curoa bảo dưỡng. Sau đó, anh nhận được tin chiếc xe của mình xảy ra tai nạn, chủ xe cho biết hãng Ferrari chưa có cơ sở ở Hà Nội, anh vẫn thường mang xe vào đây để bảo dưỡng. Sau khi xảy ra vụ việc, người trực tiếp điều khiển xe gây tai nạn đã liên hệ để xin lỗi chủ xe. Tuy nhiên, những người đứng đầu Volvo Hà Nội và quản lý Gaza vẫn chưa liên hệ hay gọi điện cho anh. Bạn nhân viên đi xe của khách trong giờ làm việc, dưới sự giám sát và quản lý của những người đứng đầu Gaza, thì không thể chỉ có trách nhiệm của nhân viên này được. Tôi không đồng ý với cách làm việc của Volvo, chủ xe Ferry bày tỏ. Anh cho biết chiếc siêu xe có giá khoảng 23 tỷ đồng, sau cú tông mạnh, xe bị hư hỏng nặng, xe của tôi không có bảo hiểm, chi phí để sửa chữa ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng, anh hát nói. Chủ xe cho biết anh sẽ không tiếp tục sử dụng xe đã bị tai nạn. Chiếc xe dù có sửa chữa cũng rất khó để bán cho người khác. Anh cho biết nếu bên phía Volvo Hà Nội tiếp tục im lặng, anh sẽ đưa vụ việc ra tòa.